Thưa quý vị khán giả, nghề dạy học luôn được xem là nghề cao quý nhất bởi những người thầy giáo không đơn thuần là người truyền đạt tri thức mà còn là người truyền cảm hứng và nâng đỡ nhân cách cho mỗi học sinh. Họ chính là người mang trên vai sứ mệnh trọng người. Trong chuyển đời chuyển nghề, bên cạnh những niềm vui, niềm hạnh phúc còn là những nỗi vất vả, những hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo. Và nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện nghề xúc động như thế. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Trần Văn Toàn, là tổ trưởng tổ văn của trường chuyên Trung học phổ thông Quốc học Huế, sẽ có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, trước hết cảm ơn thầy Trần Văn Toàn đã nhận lời tham gia câu chuyện văn hóa ngày hôm nay. Trước tiên thầy có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết cơ duyên và hành trình mà thầy đến với nghề giáo được không ạ? Xin cảm ơn MC Quyền Anh. Xin kính chào quý vị khán giả. Thì những năm 80, khi mà tôi đang còn là một cậu học sinh học cấp 1, cấp 2 ở một cái trường làng ở huyện Phong Điền, thì có thể nói rằng những cái năm đó cuộc sống nó rất là khó khăn. Và trường tôi chủ yếu là các thầy cô giáo ở xa về dạy, có ở Huế, rồi những thầy cô ở tận Quảng Bình. Nhưng mà dù cuộc sống nó thiếu thốn, nó khó khăn như vậy, nhưng mà thầy cô rất là miệt mài, cứ bám trường, bám lớp. Ngoài những cái giờ dạy trên lớp thì các thầy cô còn tham gia lao động sản xuất. Rồi tôi ấn tượng nhất là những cái đêm trăng thì các thầy cô vẫn đến sinh hoạt tập thể, giao lưu văn hóa văn nghệ với các thanh niên ở trong xóm, trong thôn. Và chính cái vẻ đẹp giản dị đời thường và rất gần gũi chân tình đó của quý thầy cô để lại cho tôi một cái ấn tượng đẹp. Lúc đó thì tôi nghĩ rằng mình cũng không có ước mơ gì nhiều, chỉ có một cái suy nghĩ trong đầu là làm sao là mình phải cố gắng học để sau này mình trở thành một cái người thầy đứng trên bục giảng như các thầy cô của tôi lúc đó. Và thế là tốt nghiệp cấp 3, tức là nay cũng học phổ thông đấy, thì tôi cũng không do dự và không ngần ngại gì cả. Tôi viết hồ sơ thi vào duy nhất vào một cái trường Đại học Sư phạm Huế, thi vào khoa văn. Và sau 4 năm học tập thì tôi được phân công về giảng dạy ở trường Trung học phổ thông chất lượng cao Quốc học, thì nay là trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, và gắn bó với ngôi trường Quốc học 26 năm nay. Trong quá trình đi dạy thì tôi vừa trực tiếp dạy các lớp phổ thông nhưng đồng thời cũng vừa dạy các em của lớp chuyên văn. Vì thì trong hơn 26 năm tôi đi dạy thì cũng có rất là nhiều học sinh đã đạt được cái thành tích cao trong học tập. Cũng có nhiều em đạt giải học sinh giỏi tỉnh và đặc biệt là học sinh giỏi quốc gia. Ngoài học văn hóa thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức cho các em tham gia các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, và cũng nhiều em đạt được giải thưởng về kể chuyện sách hay là đại sứ văn hóa đọc, vân vân. Rồi trong các cái lĩnh vực khoa học công nghệ sáng tạo thì các em cũng đã đạt được những cái giải thưởng của cấp tỉnh, cấp quốc gia trong nghiên cứu khoa học. Vâng, và trong hành trình đó thì chắc chắn sẽ có những kỷ niệm mà thầy không bao giờ quên. Thầy có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết về những câu chuyện như thế. Trong cuộc đời đi dạy của mỗi người thì tôi nghĩ như thế này, chắc chắn mỗi thầy cô đều có những cái kỷ niệm, có những câu chuyện rất là đáng nhớ. Và với tôi thì hạnh phúc nhất của người thầy, người cô khi đứng trên bục giảng chính là chứng kiến sự trưởng thành và sự tiến bộ của các em. Khi các em đang ngồi trong ghế nhà trường hoặc là sau khi các em đã rời mái trường, thì hôm nay tôi xin được chia sẻ hai câu chuyện. Hai câu chuyện đó là hai câu chuyện đẹp, hai câu chuyện với tôi rất là xúc động. Câu chuyện thứ nhất là có một em nữ sinh, thì em này là ở Quảng Bình. Khi mà em thi trúng tuyển vào lớp chuyên văn của trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, thì những cái ngày đầu em rất là bỡ ngỡ, rất là xa lạ. Thì chúng tôi cùng với các em học sinh ở trong lớp đã đồng viên, đã chia sẻ, thì cuối cùng sau một cái thời gian ngắn thôi thì em đã hòa nhập với một môi trường mới. Và tốt nghiệp trung học phổ thông thì em cũng vì yêu văn mà, và cũng rất là thích cái nghề giáo, cho nên em cũng thi vào trường Đại học Sư phạm Huế. Và bây giờ em là một cô giáo đứng trên bục giảng của một trường ở tỉnh Quảng Bình. Và trong quá trình giảng dạy em có những cái trăn trở, những băn khoăn thì em muốn trao đổi với tôi, thì em thường gọi điện thoại hoặc là có khi em lại bắt xe từ Quảng Bình vào Huế để được gặp thầy, được nghe thầy tư vấn, được trao đổi. Và khi mà em có những cái thành tích trong quá trình giảng dạy thì em cũng gọi điện thoại để gọi là khoe với tôi, để chia sẻ, và sau đó tôi lại chúc mừng em. Thì tôi nghĩ đó là cái tình cảm rất là quý. Và khi mà em tin tưởng mình, em có những cái trăn trở, những băn khoăn thì em chia sẻ với tôi, thì tôi nghĩ đó là cái niềm vui của một người thầy giáo. Và câu chuyện thứ hai đó là trong những cái năm trước đây, khi mà tôi đang dạy ở Quốc học thì tôi cũng có được mời dạy thêm một trường bán công trên địa bàn thành phố mình. Thì ở trường lớp bán công đó cũng có một em học sinh của em cũng rất là hiếu học, nhưng mà gia đình thì rất là khó khăn, cho nên em phải nghỉ học giữa chừng. Thì tôi nhớ là một cái ngày khi đó, khi tôi đã dạy xong tiết năm, thì tôi cùng với một em trong ban cán sự của lớp
đã đi về tận nhà của em đó ở dưới Vĩ Dạ để gặp em, rồi động viên em, rồi cũng động viên gia đình. Và sau 2 ngày sau thì em đã trở lại lớp. Và bây giờ em đã tốt nghiệp cấp 3 và em cũng đã tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Huế. Và tôi nhớ là năm đó em dẫn cả chồng cả con đến nhà của tôi. Em cảm ơn thầy. Nếu như ngày đó không có thầy và các bạn về nhà để động viên em thì không biết bây giờ em sẽ như thế nào. Bởi vì bây giờ sau khi em tốt nghiệp đại học thì em cũng đã có một công việc ổn định, có một mái ấm hạnh phúc. Thì tôi nghĩ đó là cái điều, là những câu chuyện mà với một người làm thầy thì chắc chắn là không thể phai được. Vâng, quả thật là những cái câu chuyện rất là xúc động. Và khác với ngày xưa, ngày nay chúng ta đang phát triển mô hình giáo dục 4.0, tức là giáo dục thông minh và theo định hướng chuyển đổi số. Vậy thì điều này có gây nhiều áp lực lên các giáo viên không thưa thầy? Cảm ơn MC Quỳnh Anh. Vậy thì khác với ngày trước, hôm nay chúng ta đang đứng trước cái thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và giáo dục cũng phát triển theo cái định hướng là chuyển đổi số, gọi là mô hình giáo dục thông minh. Thì đòi hỏi các thầy cô cũng phải tự làm mới mình, tự thay đổi mình để bắt nhịp được cái giáo dục trong cái thời đại chuyển đổi số. Vậy thì ngày xưa thì các thầy cô phải là một thầy cô mẫu mực, thì tôi nghĩ rằng người thầy hôm nay ngoài mẫu mực ra thì còn phải là một người thầy hiện đại. Vậy thì người thầy hiện đại là người thầy mà vừa có năng lực chuyên môn, vừa có năng lực của nghiệp vụ sư phạm, đồng thời hiện nay cần phải có thêm một năng lực mới, đó là năng lực công nghệ thông tin và sử dụng công nghệ thông tin để đưa nó vào trong cái quá trình giảng dạy, quá trình lên lớp của mình. Ngày nay thì tất cả các cái loại hồ sơ sổ sách quản lý học sinh đều được người ta quản lý trên mạng. Vậy thì thầy cô cũng phải soạn những cái bài giảng điện tử, rồi dạy học online, dạy học truyền hình. Nếu như mà thầy cô không học tập, không tự làm mới mình thì những cái thử thách đó nó lại trở thành cái áp lực. Vậy thì để vượt qua được cái áp lực đó thì tôi nghĩ rằng bản thân mỗi thầy cô trong cái thời đại công nghệ số hôm nay không ngừng tự học, tự bồi dưỡng mình, tự làm mới mình mới bắt nhịp được với cái nhịp sống hiện đại như hôm nay. Để các thầy cô giáo thực sự yên tâm công tác, yên tâm cống hiến, vậy thì riêng thầy có những cái đề xuất hay những yêu cầu gì thêm không thưa thầy? Thì trong cái thời đại 4.0 hiện nay thì giáo viên cũng phải đứng trước những cái thử thách và những cái áp lực. Hơn thế nữa, mạng xã hội hiện nay đang là một cái diễn đàn rất là phổ biến, nó vừa có cái mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, cho nên là tôi nghĩ rằng câu chuyện giáo dục luôn luôn là một cái câu chuyện nhạy cảm đối với hiện nay. Vậy thì bản thân mỗi thầy cô cũng như thế, để mà các thầy cô yên tâm công tác và có những đóng góp thiết thực cho cái câu chuyện giáo dục, cho sự nghiệp trong người, thì tôi nghĩ như thế này, nhà nước cũng tiếp tục có những cái chính sách, có những thay đổi để làm sao đó đội ngũ giáo viên yên tâm có một cái đời sống gọi là đầy đủ để mà được vững vàng được cái mục giảng. Và thứ hai nữa, chúng ta cũng tạo ra một cái hành lang pháp lý phù hợp để xã hội thật sự trân trọng cái vị thế của người thầy. Và thứ ba thì tôi cũng nghĩ như thế này, bản thân mỗi người thầy người cô thì mình cũng phải không ngừng hoàn thiện bản thân mình, cũng phải nâng cái vị thế của mình lên. Muốn như thế thì cần phải dạy tốt, cần phải tích cực trong cái mối quan hệ. Và cuối cùng tôi nghĩ như thế này, cũng để tạo một cái động lực, tạo một cái điều kiện để cho đội ngũ thầy cô yên tâm công tác, thì chúng ta cũng cần phải giảm bớt những cái loại hồ sơ sổ sách nếu như không cần thiết, hoặc là những cái đợt tập huấn mà thầy không thiết thực lắm, để cho thầy cô dành toàn bộ cái tâm và thời gian của mình vào cái công tác giáo dục. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn và trân quý những câu chuyện xúc động mà thầy Trần Văn Toàn đã chia sẻ trong câu chuyện văn hóa ngày hôm nay. Và cũng nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng tôi xin được chúc cho các thầy cô giáo luôn thật nhiều tâm huyết, bản lĩnh, sẵn sàng thay đổi với những yêu cầu mới và gặt hái được nhiều thành công mới.